Tập cho phần bụng căng cứng và săn chắc trong 10 phút tại sao không? Hôm nay hãy cùng với Hibert đi tập 10 phút các bài tập rất là tốt, hiệu quả dành cho toàn bộ phần bụng của các bạn với một dụng cụ đơn giản, đó là một bình nước hoặc là một cục tạ đơn ha. Một bài chúng ta sẽ tập trong vòng 40 giây và các bạn sẽ có 20 giây để nghỉ chuyển qua bài tiếp theo. 10 bài tập không lặp lại nha các bạn. Bây giờ hãy chuẩn bị và bắt đầu cùng với Hibert nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên, đó là Flood the Kick ha. Từ đây các bạn sẽ nằm xuống, hai tay cầm hai bên của tạ giữ, sau đó chân đá luân phiên trái phải ha các bạn. Chúng ta sẽ cố gắng làm 40 giây nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 rồi nhích lên, xoay trái phải, hít thở đều, nhấc vai lên, giữ, siết bụng áp lưng xuống, làm liên tục trái phải. Các bạn sẽ cảm nhận cái vùng toàn bộ phần cơ bụng của các bạn hoạt động ha. Cố gắng chúng ta sẽ làm trong vòng 40 giây. Còn 20 giây nữa các bạn. Nếu mà các bạn mỏi quá, các bạn hạ xuống tí rồi nhấc lên lại ha. Còn không các bạn hãy cố gắng. Đây là tập cường độ hơi cao một tí, nặng hơn một tí nha. 3, 2, 1, rất tốt. Từ đây các bạn sẽ ngồi dậy ha. Rồi, ở đây tay vẫn cầm hai cục tạ, ngồi xoay bên trái, xoay bên phải, làm liên tục nha các bạn. Rồi, các bạn không cần nhấc chân lên đâu, chỉ cần cầm cục tạ thôi ha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hít, thở, xoay. Tập cho cơ liên sườn nữa ha các bạn. Mở ngực ra, xoay. Hai mươi giây. Chín, tám, cố lên. Hai, một. Rồi, 20 giây nghỉ nè. Các bạn sẽ nằm ngửa xuống ha. Rồi, cầm. Từ đây chân của các bạn sẽ đưa lên trên cao ha. Chúng ta sẽ làm bài Torus. Ở đây giữ, đẩy lên, hạ xuống, hít vào, lên thở ha các bạn. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1. Duỗi chân hoặc là co gối một tí ha. Rồi đẩy, giữ, hạ xuống, hít vào. Tập cho cơ bụng trên. Rất tốt. Mình đang cầm cục 6kg. Các bạn có thể cầm cục 4kg, 3kg, 2kg đều được hết ha. 20 giây. 10 bài khác nhau ha. Chỉ cần tập một lần thôi, không lặp lại. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ để cơ bụng trước nghỉ ha. Chúng ta sẽ tập cho cơ eo, optic muscle. Rồi giữ cái này ở phía trên hông của các bạn. Chân dưới co lại 90 độ, giữ ở đây ha, đẩy lên hạ xuống. Mình sẽ làm liên tục 40 giây nha mọi người. 3, 2, rồi nhấc mông, giữ, đẩy, nhấp, giữ, nhấp. Mắt nhìn về phía trước ha. Hít thở, đẩy, đẩy. Đúng rồi, rất tốt, siết lại. Tay chủ yếu của các bạn chỉ là cố định cho tạ khỏi rơi ha, tạo cho cái lực ở cái cơ eo của chúng ta hoạt động nhiều hơn bình thường. Rất tốt. 15, 10, cố lên, cố lên. Hình biết mọi người mỏi. 3, 2, 1, rồi hạ xuống ha. Chúng ta sẽ xoay về phía bên kia nha mọi người. Rồi, vẫn chống tay. Rồi, tạ ở phía trên hông. Từ đây giữ lại, đẩy lên hạ xuống, hít vào, lên thở ha. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Lên thở, xuống hít, làm chậm. Tay của các bạn cố gắng ở phía dưới vai ha. Rất tốt. Sau bài này là 5 phút nửa chặng đường rồi các bạn ơi. Cố lên, thở đẩy,
cảm nhận cơ bụng dưới nè, cơ liên sườn phía dưới hoạt động. Cố lên, cố lên. Các bạn có thể hạ xuống luôn rồi đẩy, hạ, đẩy cũng được ha. 6, 5, 4, 2, 1. Rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cơ bụng dưới nha mọi người. Rồi, nằm xuống nè. Lần này ha, thử thách ha. Nhấc vai lên giữ lại. Chân ở đây các bạn có thể co gối hoặc duỗi gối ha. Hạ xuống, nhấc lên. Ha các bạn. Rồi, bắt đầu. Nếu mà các bạn mỏi cổ không sao cả. Và này các bạn có thể hạ đầu xuống thôi cũng được ha. Cố gắng chủ yếu dùng cái phần chân của chúng ta. Đặc biệt là áp cái lưng xuống. Đừng để hỏng lưng như vậy thôi. Ấn xuống, nhấc lên. Hạ, hít lên thở. Cố gắng nha mọi người. Mình nhấc vai thì nó sẽ kết hợp thêm cái phần bụng trên nữa. Rất tốt. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok. Bây giờ ha, bài tiếp theo sẽ là bài Sea Crunch. Sea Crunch có nghĩa là cả tay, cả chân của chúng ta sẽ đưa lên hạ xuống ha. Giống hình chữ C gì đó. Rồi, tay giữ nè, đưa phía sau ha. Rồi xong nhấc lên cùng lúc chạm hạ xuống ha các bạn. Rồi chuẩn bị. Rồi nhấc lên giữ, chạm đầu gối của chó hạ xuống hết vào. Lên thở. Ha, bài này vừa phải ha các bạn. Khó hơn. Gập, duỗi. Gập, duỗi. Cố gắng, cố gắng. Tay giữ chắc lại. Các bạn mới tập khó. Hạ xuống, vừa phải, lên thở, xuống, chạm, ha. Cố gắng, lựa chọn khó, duỗi. 2, 1, rất tốt. Còn 3 phút nữa thôi các bạn. Và tiếp theo ha, chúng ta giữ một bên nè, Turkey Sketch Up là một bài functional, mang tính thực tiễn rất là tốt. Rồi, chân đối diện co gối lại. Đẩy lên hạ xuống từ từ ha các bạn. Lên thở đẩy xuống hết vào. 3, 2, 1, bắt đầu. Thở đẩy lên. Tập một bên trước, hạ xuống. Sau, hết. Thời gian chúng ta sẽ đổi bên còn lại. Rất tốt, cố lên. Đẩy lên cao. Rất tốt. Tập luôn phần bả vai của chúng ta ha. 15, 5, cố lên, 5, 4, rồi rất tốt, rồi nghỉ 20 giây ha, chúng ta sẽ đổi bên còn lại nha mọi người. Hôm nãy Hiệp cầm bên tay phải, thì bây giờ Hiệp sẽ cầm bên tay trái ha, và co gối phía đối diện nha mọi người, ha, này, làm lặp lại, rồi. Đổi bên, tay phía này ấn cái bàn tay xuống, giữ đây, duỗi thẳng lên hạ xuống ha. Bắt đầu, 40 giây, 1, hít, thở, đẩy. Đúng rồi, rất tốt mọi người. 30 giây cuối. Cố lên. Cảm nhận cái cơ bụng trên rất là nhiều nè. Cả cơ liên sườn đó. 10, 9, 3, 2, 1. Rồi, bài cuối cùng thôi nha các bạn. Butterfly sit up nè. Hai bàn chân của chúng ta chạm vào nhau hạ xuống dưới. Từ đây giữ đây ha. Rồi, giữ cánh tay lên. Rồi, thở lên ngồi dậy ha. Rồi xăm xuống hết. Rồi, bài cuối cùng thôi nha, cố gắng lên nào. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 40 giây cuối. À.
20 giây nữa. Tám, bảy, sáu, cố lên, ba, hai, một. Rồi, rất tốt. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc 10 phút tập cơ bụng nâng cao với cục tạ đơn ha. Các bạn cảm nhận như thế nào? Cho Hiệp biết qua phần bình luận ở phía dưới nha. Đừng quên tập luyện thường xuyên để giúp cho cái phần cơ bụng, cơ trọng tâm của các bạn khỏe mạnh, thì qua đó bảo vệ phần lưng dưới nè, giúp cho cái bụng bạn săn chắc cứng cáp thì các bạn tự tin hơn. Và ngoài ra đừng quên tập những cái video về sức mạnh, sức bền của Hilbert để giúp cho cơ thể của các bạn tăng cái tốc độ giảm mỡ, săn chắc toàn thân nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.